Xin chào các bạn đã trở lại kênh cá kiển chấm phèm của mình. Tại clip này có về một cái số dòng cá, đó là cá là háng đỏ. Thì có rất là nhiều anh em hỏi những cái dòng cá đỏ, thì khoảng 60% của các bạn. Thì hôm gài nó khá là lâu nên nó không có hàng. Thì mình cũng cố gắng mình đi kiếm hàng cho anh em. Thì được chỉ có vài con thôi. Thì còn những cái dòng cá nhỏ thì nó không có màu đỏ các bạn. Đỏ thì nó cũng đỏ vừa vừa thôi, không có phải là cá thái các bạn nha, không phải là cá gạt ghi. Thì không có nhiều, bây giờ mình sẽ sổ ra để cho các bạn xem nhé. Tại vì nó về mà mình mệt quá, mình mới tắm rửa xong xuôi chuẩn bị mình sổ hàng các bạn nhé. Rồi, và trước mắt các bạn đây là bốn con cá mình chưa có sổ ra nha. Cho các bạn xem thử luôn nè. Cá cực chất luôn các bạn, rất là đẹp. Thì hôm nay có bốn về, có bốn con đỏ cho cái duy nhất thôi các bạn. Chỉ có bốn con đỏ duy nhất và một con xanh. Xanh đây và dạng như xanh lai trâu các bạn nha. Đầu cũng rất là khủng luôn. Thì bây giờ mình sẽ sổ ra cái thùng xốp. Sau đó mình sẽ cho nó vô luôn. Nói chung mình quay nha, ngoài vậy nè, cho các bạn xem nó thực tế ha. Rồi xong mình sẽ thả vào cái hồ. Và mình sẽ phân mã số cho anh em chọn lựa nha. Đây, cá mình đã sổ ra xong các bạn nha. Thì cái size nó lần lượt là tầy gần 4 ngón và 4 ngón rưỡi các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt vài con. Ở đây nó hơi thiếu ánh sáng các bạn nha, các bạn thông cảm nha. Tại vì cá về nó hơi tối, 6 giờ mấy 7 giờ rồi. Bây giờ mình quay nhanh để mình đem lên hồ nữa. Tại đây nó không có oxy, nó hơi nhiều. Và đây là cá bự nữa các bạn, đi về nó cũng khá là mệt. Mà bây giờ mình soi cái con bé nhất nha. Cái màu của nó là nó đỏ, là đỏ huyết luôn các bạn. Đỏ là đỏ huyết luôn các bạn nha. Đó, mình quay như vậy là các bạn xem rất là thực tế nha. Đỏ mà là đỏ huyết chứ không phải là đỏ. Đỏ vừa vừa. Rồi, tiếp theo cũng một cái con nhỏ. Bé này thì thôi, ai chê ai khó tính cũng phải suy nghĩ lại nha. Như này nào mà khó tính thì cũng phải suy nghĩ lại. Cái màu đỏ của nó cực kỳ là đỏ, đỏ mà đậm, rất là đậm các bạn. Nếu mình nhìn ở bề ngoài mình sẽ thấy nó rất là đậm. Đậm trên cả sự tưởng tượng luôn. Quá đã cái đợt này. Thứ ba. Chỉ có 4 con đỏ thôi các bạn nha. Ai nhanh tay thì cứ inbox mình nhanh lên. Mình để số điện thoại ngay trên màn hình. Khi bỏ vô mình sẽ không vớt lên vớt xuống nữa nha. Quá là đẹp luôn các bạn. Cái đầu cái vân châu nó làm như là full châu luôn các bạn nha. Khá là đẹp. Thì con này là 4 ngón trên 4 ngón các bạn nha. Và cái con này là cái con đầu khủng nhất. Các bạn coi cái đầu nó nè. Quê quá các bạn. Quá là đẹp luôn nha. Đậu cực gắt các bạn nha. Và cái con cuối cùng là cái con màu xanh. Cái đầu cũng không có thua kém gì chứ. Cái đầu rất là khủng các bạn. Cái đầu rất là to nha. Quay gần cho các bạn xem. Màu xanh các bạn nha. Đó thì bây giờ là... Đó thì cái size nó là khoảng 4 ngón trên 4 ngón các bạn nha. Cái bàn tay của mình để thì các bạn so sánh với mình nha. Đó là trên 4 ngón các bạn nha. Cái đầu của nó nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô hồ nha. Chứ để như vậy hồ nó mệt các bạn. Thì cái cá nó mới về. Rồi ok, bây giờ mình đã cho nó vào cái hồ rồi. Đó thì mình sẽ phân ra làm mã B anh em nha. Tại vì nói chung cũng còn là khá là nhiều cá, nhưng mà mình đặc biệt mình quay cái này một cái video để cho các bạn xem và dễ lựa chọn ha. Đó, đầu tiên là cái con mã B1 các bạn nha. Đây cái con mã B1. Thì đây là một cái con cá xanh các bạn nha, châu xanh. Thì size của nó là gần 5 ngón, 4 ngón mấy các bạn.
khá là to. Cái con này là cái body ngắn các bạn nha. Cái đầu rất là to các bạn, cái đầu rất là to luôn. Thì hồi nãy mình ở ngoài mình cũng bắt lên cho các bạn xem rồi. Thì ở đây thì mình sẽ không bắt lên lần nữa nha. Tại vì do cá nó mới về mình làm quá thì không có nên. Thì ở đây mình hoàn toàn dùng cái đèn trắng các bạn nha. Cá đầu cực kỳ là bự luôn. Đó, thì ai đam mê những dòng cá xanh đó, thì mình bắt con này ha. Đầu rất là đã luôn, đầu rất là to. Body ngắn các bạn nha. Đây là con mã B1. Thì đây là những con cá nói chung là lớn các bạn ha, nó trung bình là lớn. Nên mình làm một cái video riêng cho nó. Và tiếp tục là cái con mã B2. Thì cái con B2 này là cái con màu đỏ các bạn nha. Thì ngoài ở đây một cái ánh sáng trắng nó khá là sáng nên các bạn nha. Nhìn nó hơi nhạt cho thực tế các bạn ơi, cái màu nó rất là đỏ các bạn. Nãy mình cũng có vớt cho các bạn xem nè. Đây là cái màu thực tế của nó nè, các bạn xem đi. Giống như là mình quết nước sơn vậy. Nó đỏ một cách mình không nghĩ là nó đỏ tới khủng khiếp như vậy. Thì đây là cái con mã B2. Cái size con này là gần 4 ngón các bạn nha. Thì đây là những con cá lớn, nói chung là cũng lớn. Đó thì mình làm video riêng cho nó hết. Mấy con lớn thì làm video riêng hết. Đó. Thì mình cũng nói thật là chỉ có 4 con duy nhất các bạn nha. Ai nhanh tay thì cứ điện trực tiếp nó cho mình. Mình để số điện thoại dưới màn hình các bạn nha. Hoặc là anh em có thể kết bạn Zalo để mình trao đổi với nhau và gửi ảnh video cho các bạn xem thêm nhé. Thì đây là cái con mã B2. Các bạn mà cho một cái đèn màu hồng mà vô là mình nghĩ con cá này nó đỏ rất là đỏ. Do nó cái video nó hơi dài. Nếu mình quay nhiều con thì nó hơi dài, mình quay 5 con này trước. Và tiếp tục là cái con mã B3. Đây, con mã B3 các bạn nha. Con mã B3. Đây, cái con mã B3. Mới về cũng còn sung. Đây. Ý hồi mình treo cái đèn lên cao á, các bạn mới thấy nó là đỏ nhiều, tại vì cái ánh đèn nó hơi quá sáng. Mình để gần cái mặt đèn các bạn á, áp sáng quá nhiều. Đó, và đây là cái con mã B3. Cái đầu là chất luôn. Các bạn xem trên cái vảy đầu của nó. Rất là đỏ, rất là đẹp luôn. Thì cái con B3 này thì nó to hơn cái con B2 các bạn nha. Thì con cái size này là 4 ngón, thì 4 ngón tay của mình. Nó thì mình để về thì các bạn cũng đón đón ha, tại vì cái bàn tay mình nằm phía ngoài ha. Mà cá nó về cũng sung các bạn. Đó thì đây là cái con B3. Cái size nó là 4 ngón các bạn nha. Size nó là 4 ngón. Đó, con B3. Ngày mai mình sẽ quay những cái con cá khác, với lại mình cộng với một số cá bột. Tại vì mình thấy anh em cũng có hỏi cá bột nên mình cũng đem cá bột về luôn. Tiếp tục mình sẽ sang con B4 nha. Và đây là cái con mã B3 nè. B3. Cá mới về mà cũng sung. Thì sớm giờ về cũng khá là lâu rồi. Tại mình để trong cái hồ cho nó quen cái nhiệt độ. Và tiếp tục là cái con mã B4. Con này là cái đầu quá là đã luôn. Cái đầu mà dạng cái kiểu đầu như là đầu nhô ra các bạn nha. Đó. Cái con này kích thước nè. Mình lấy cái vạt mình đuổi nó qua. Đó, kích thước của nó nè. Nó khá là to các bạn nha. Đây.
không, quay xa xa các bạn mới hình dung được đó. Con B4 này là cái đầu to, nó là to hơn con B3 nha. Còn B3 là nó là 4 ngón. Nó mình có cái đầu nó tuyệt chất luôn, rất là đẹp luôn. Chỉ có 4 con duy nhất anh em nha. Anh em nào khó tính thì cũng nên suy nghĩ lại. Rất là đẹp các bạn nha. Thì giờ cũng nhiều đợt rồi, mình thấy cái đợt này là đẹp nhất các bạn nha. À, đối với cái cá màu đỏ nha. À, và đây là cái con mã B4. À, con mã B4. Cái đầu gù nó khác chứ cái kiểu gù của con cá B3 các bạn nha. B3 nè. B3 thì kiểu đầu như động thọ ha. Còn cái này nó gù xuống ngộ đó. Rất là đẹp. Đó. Còn con này là con mã B4. À, và cuối cùng là cái con mã B5. Đây B5. B5 thì cái đầu cũng rất là to. Nhưng mà cái vân dải các bạn thì có cái làm như nó lai các bạn. Cái vân dải nó sáng hộp hộp như là trâu vậy đó. Cái đầu cực rất luôn các bạn. Đó, và đây là cái con mã B5. Thì ấy còn dính cục phân chưa hết luôn. Đây là cái con mã B5. Cho ánh sáng nó áp quá nên mà các bạn không thấy nó đỏ nhiều, chứ thực tế nó đỏ lắm các bạn nha. Để mình lấy cái vợt mình đuổi nó qua cái chỗ nào mà mình có sáng đó, mình quay rồi. À, thì cái con này cái size nó là 4 ngón, trên 4 ngón các bạn nha. Size khá là to, đầu cũng khá là chất luôn. Nói chung cái đầu này thì rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. À, và đây là cái con mã B5 nha. Đó, thì anh em nào mua thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại mình để dưới màn hình nha. À, duy nhất chỉ 4 con thôi các bạn nha. Đây 4 con. À, là 4 con này là 4 con màu đỏ nha. Còn duy nhất con màu xanh bên đây. À, màu xanh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ treo đèn cao để mình quay sơ lại cho anh em xem cái màu sắc. Nó tại cái đèn, ánh đèn này mình để sát quá nó áp cái màu đỏ các bạn. Chứ cái con này nè, hai cái con này nè. Nó đỏ một cái là kinh khủng khiếp luôn. Đó. À, nó đỏ một cái rất là đỏ luôn các bạn, đỏ đậm như máu luôn. Đó. Đó, 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 nó lộ gần các bạn xem. Thì mỗi con thì nó có một nó cũng khác với nhau các bạn, nó không có là giống 100% nữa. À, có con B2, B3 và B4, B5. Đó, thì cái form nó na ná nhau. Thì cái con B4 các bạn nha. Thì cái body này nó là body dài các bạn nha. Con và con B5 cũng vậy, B5 body dài luôn. Thì còn hai cái con B2 và B3 thì nó là cái form ngắn, body ngắn các bạn nha. Đó, các bạn xem nè, đó body ngắn. À, mình sẽ treo cái đèn lên cao. Phê quá các bạn ơi, rất là đẹp. Ok, bây giờ mình đã treo cái đèn lên cao. Thì đây là nó bớt ánh sáng lại. Đó. Đó, bạn coi cái đỏ của nó nè. Đó, đỏ cực kỳ đỏ luôn. Thì nãy ánh sáng áp quá. Đó, rất là đỏ các bạn. Cái con B4 dòm nó phê quá các bạn. Cực kỳ là đẹp luôn. Này chân
quán cà phê hay là trong nhà vậy coi là hết sảy. Và đây là cái con B5. Thì cái con này nó cái dãy nó là Như Lai các bạn ha. À, Như Lai Lai Châu sáng 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 đó. Rất là đẹp các bạn ơi. Ở đây cũng còn vài con cũ nhưng bữa nay nó lên quá trời các bạn. À, các bạn xem. À, và video mình đến đây cũng kết thúc nha. À, cảm ơn các bạn đã xem. À, và anh em nào mua hàng thì cứ liên hệ với mình qua số điện thoại mình để trực tiếp ngay trên màn hình, và các bạn có thể kết bạn Zalo với mình để mình gửi ảnh cũng như video theo yêu cầu. Những anh em ví dụ như anh em muốn mình quay lần lại